Và bây giờ chúng ta sẽ đột nhập vào cái căn hộ mẫu VIP nhất của dự án. Xin mời các bạn. Một điều thú vị của cái bản thiết kế cho cái căn mẫu này đó là đây là một cái bản thiết kế được dựa theo một cái đặt hàng của một hai vợ chồng. Thực sự họ đã mua cái dự án này, mua một cái căn hộ 113m2 của dự án này và họ có đặt chúng tôi thiết kế. Và khi cái bản thiết kế được hoàn thành thì mọi người cũng rất là tâm đắc và phải thấy thán phục khi mà cái gu của hai vợ chồng này cũng rất là gọi là VIP ở trong cái khu vực này. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về cái thiết kế cho cái căn mẫu này. Thì các bạn sẽ thấy đó là đầu tiên là sự choáng ngợp về cái phần không gian. Cái phần không gian khu vực phòng khách này, chúng ta có cái độ rộng là lên tới 5 thước. Không dừng lại ở cái không gian rộng như vậy, khi tạo một cái điểm nhấn ở khu vực phòng khách đây là chúng tôi đã khéo léo đưa vào khu vực trần kiếm để tăng cái chiều cao của cái phần không gian nó lên. Nếu các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng đó nó làm cho phần không gian này cao lên gấp đôi và chúng ta có một cái không gian điểm nhấn rất là đã của khu vực này. Cái mẫu căn hộ này nó cũng có một cái lợi thế rất là lớn, đó là phần diện tích ban công. Đó là cái nơi mà các gia chủ sẽ có thể tổ chức được những cái tiệc nhỏ, thậm chí chúng ta có thể kê ở đây những cái ghế thư giãn hoặc là cái bộ bàn ăn để chúng ta có thể ngắm cảnh ra cái khu vực, cái công viên phía trước. Các cái khu vực ở ngoài ban công này chúng ta có thể ứng dụng với một nhiều những cái mẫu thiết kế khác nhau, và ở đây chúng tôi sử dụng đá cho cái phần vách này kết hợp với cây xanh tạo một cái sự tự nhiên, sự thiên nhiên. Những cái mẫu cây và cái đá kết hợp để tạo một cái ban công nó có một cái cá tính. Khu vực phòng khách nó còn được làm những cái điểm nhấn bởi những cái chi tiết mà các bạn sẽ thấy là ví dụ những cái chi tiết mà tạo một cái chiều cao như thế này, những cái vách tạo cho chúng ta một cái cảm giác vời vợi trong cái không gian đấy. Hay những cái khu vực bếp ở đây thì chúng ta đã thấy ở cái căn này có một cái diện tích sử dụng rất là lớn. Chúng ta kê vừa hệ thống tủ lạnh side by side. Khu vực bếp thì chúng tôi chú trọng tới cái tính thực dụng khi sử dụng, đặc biệt là lần này chọn cái đá granite màu đen. Thì cái tính năng của cái granite đen này là nó rất là cứng và nó sạch, dễ dàng vệ sinh. Và đặc biệt là cái phần kiếng flashback phía sau của cái bếp thì chúng tôi vẫn sử dụng kiếng cường lực màu mà màu sắc được tiền về phía trên của tủ bếp. Rất dễ dàng vệ sinh và lau chùi, chăm sóc dễ dàng. Và liền kề đó là cái tổ hợp bàn ăn. Ở đây thì chúng ta có thể sắp xếp được là 6 người ngồi ăn với những cái mẫu bàn hiện đại hiện nay có thể kéo dài được hai đầu là chúng ta có thể có những bữa tiệc từ 8 tới 10 người. Một cái điểm nhấn của khu vực phòng khách đó chính là cái bức vách mà sử dụng cái hệ thống các mặt đá slab này với nhau tạo cái vẻ đối xứng lập lên. Nó cho thể hiện ở đây là một cái power, một cái quyền lực. Ở phía sau cái khu vực và cái ghế sofa này đối diện với cái khu vực mà chúng ta coi TV. Bên cạnh đó là cái những cái khu kệ. Thì đây sẽ là cái nơi mà chúng ta bày được những cái đồ sưu tầm hoặc là sách, tạo cho thêm cái cá tính điểm nhấn cho khu vực phòng khách này. Tại cái trục mà chúng ta sắp xếp cái khu vực bàn ăn như thế này, cái điểm nhấn của nó là cái khu kệ ở đây. Thì cái kệ này cho phép chúng ta thể hiện một cái câu chuyện cả về một cái gia đình. Đó là những cái phần lưu niệm. Có thể chúng ta bày những cái thứ mà chúng
ra đi sưu tầm mỗi lần đi du lịch về, và chúng ta sẽ bày đây. Khi mà khách hàng, khi mà khách tới chơi nhà ăn dining và được chia sẻ, thì cái điểm nhấn này nó như kể lại với các khách về cả một cái câu chuyện của chúng ta. Ngay cả những cái chi tiết của những khu vực bàn trà thì chúng tôi đã khéo léo chọn những cái chất liệu nó cũng đồng bộ với cả cái khu vực bức vách phía sau, cụ thể là phần tạo dáng cho cái phần cái bàn, những cái hình học được cắt tỉa tự nhiên theo cái xu hướng organic natural để tạo một cái không gian rất là gần gũi nhưng lại ấn tượng, kết hợp với những chất liệu và những cái hoàn thiện, đặc biệt thiết kế rất tinh xảo của cái bộ ghế sofa như này, nó tăng thêm một cái vẻ tinh tế cho toàn bộ cái không gian phòng khách này. Từng những cái chi tiết nhỏ của những cái món đồ được đặt này nó đều có những cái ý tưởng. Đây là hai cái tháp cây nến tôn cái chiều cao, thì ngay cả cái chuyện chọn những cái hình thức cái mẫu mã này thì cặp vợ chồng này cũng rất là ưng ý. Tôi đang ngồi trong cái phòng gọi là phòng giải trí của cái căn hộ này, thì cái ý tưởng của anh chủ nhà là đặt hàng cho chúng tôi là có một cái phòng để anh có những cái góc thể hiện được những cái cá tính của anh. Thì anh là một người rất là mê âm nhạc, từ những cái thời mà còn là sinh viên thì anh cũng đã tham gia một số những cái ban nhạc ở trong trường. Bây giờ khi về có gia đình và thành lập gia đình thì những cái đam mê âm nhạc đó nó vẫn còn. Tất nhiên là anh sẽ không còn tham gia những cái ban, những cái buổi mà thức khuya để chơi với cả bạn bè ngày xưa, nhưng anh vẫn còn lưu lại rất là nhiều những cái đồ mà ngày xưa đã từng tham gia. Những cái bức tranh như thế này là cũng đã thể hiện những cái cá tính, những cái sở thích của anh. Và chúng tôi cũng đã khéo léo để lồng ghép tất cả những cái mong muốn đó đưa vào trong một cái căn, cái phòng nhỏ như thế này và trở nên ấm cúng. Ở ngay lưng tôi đây thì là cái hệ thống kệ. Cái hệ thống kệ này cũng được thiết kế rất là khéo léo, sử dụng những chất liệu kiếng và hệ thống đèn để làm sao mà nó tạo một cái sự lung linh. Và tất nhiên những cái kệ này sẽ là nơi lý tưởng để chúng ta cất những cái món đồ lưu niệm, những cái quyển sách hay trong cái bộ sưu tầm, và những cái cuốn đĩa mà đã được sưu tầm từ những cái thời mà còn là trai trẻ trong cái ban nhạc. Đây là cái phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ thứ hai của cái căn hộ này. Thì chủ nhà có đặt hàng với chúng tôi thì sử dụng cái phòng này cho cái cậu con trai. Thì cái màu sắc chúng tôi lựa chọn là cái màu xám, màu nam tính hơn. Nó thể hiện qua từ những cái vách kiếng và những cái đường line này, màu đen khỏe mạnh, có tính. Phần màu thảm cũng được chọn những cái tông màu xám. Và đặc biệt phần đầu giường cá tính với những chi tiết khá là góc cạnh. Và ngay cả những cái da giường này cũng được khéo léo chọn lựa để nó có những cái phần ngôn ngữ ăn nhập với nhau. Cái căn góc này ấy, thì chúng tôi là có một cái cửa sổ góc ở đây. Thì rất là lý tưởng khi mà đặt một cái bàn, đó vừa là cái bàn mà để đặt những cái đồ cá nhân và vừa là cái bàn góc học tập nhỏ nhỏ. Kết hợp cửa sổ góc này để nhìn ra những cái view đẹp nhất của dự án. Theo cái concept thiết kế là cái phần tủ mở thoáng, thì đây cũng là một cái gợi ý. Và đặc biệt là cái cậu con trai cũng rất là thích, tại vì thực ra nó về là nó nói lấy đồ rất là dễ dàng, và nó biết chính xác cái đồ nào là cái đồ hay mặc và cái đồ nào là nó ít sử dụng. Rõ ràng các bạn thấy đây là một cái phòng thiết kế nó mang cái tính nữ quyền hơn. Tất cả các cái đường nét cũng như màu sắc của cái mẫu thiết kế này nó dành cho chị chủ nhà. Một cái điều đặc biệt mà chúng tôi khi làm thiết kế là chúng tôi rất là quan trọng tới cái phần touch and feel. Đặc biệt khi mà kết hợp với một cái cửa sổ được thiết kế thấp khoảng 60cm so với cái sàn đó, thì một cái bench như thế này kế cận cái cửa sổ nhìn ra một cái view
chúng ta sẽ thấy một cái công viên từ cái tòa tháp Mekong sẽ không có gì đẹp hơn. Cái khu vực đầu giường này cũng có thể làm thành những cái dạng như bức tranh mà đã được cách điệu. Ở đây những cái khung tranh khá là mềm mại, và cái chất liệu đây chúng tôi sử dụng cũng là một dạng hơi giống như cái giấy dán tường hay là laminate được in khéo léo lên trên. Đặc biệt những cái phần khe sáng như thế này, nó chính là cái phần cách điệu của những cái phần đèn đầu giường. Ngoài ra thì chúng ta có thể là phối hợp với những cái đèn trang trí khác. Những cái chi tiết đầu giường cũng được khéo léo thiết kế để nó am nhập cùng với cái mảng kiếng thủy ở đây. Thì cái lợi hại của cái kiếng thủy khi bố trí ở đây thì nó cũng vừa tác dụng như là một cái gương soi nhanh khi mà chúng ta bước ra khỏi giường, chúng ta lướt qua coi xem là chúng ta hôm nay tươi mới như thế nào. Để tăng cái độ sang trọng của cái khu vực thiết kế tủ này thì khi mà chọn vật liệu chúng tôi chú trọng cái phần touch and feel. Bởi vậy mà toàn bộ cái phần ván hậu và những cái khu vực kê ra đây, kệ, là được bọc bằng da. Thì cái điểm nhấn của khu vực này chắc chắn các bạn sẽ thấy đây là cái phần gương trang điểm của chủ nhà. Thì đây là nằm trong cái bộ sưu tầm gương soi full moon thể hiện trong một cái trăng tròn. Sự tiện nghi và đẳng cấp của một căn hộ nó còn thể hiện ở cái khu vực phòng giặt sưởi đồ. Và ở cái mẫu căn hộ này chúng tôi đã giới thiệu tới những cái khu vực. Ví dụ đây là cái nơi mà có thể là chúng ta sẽ cần thường xuyên giặt những cái món đồ nhỏ nhỏ. Và lúc chúng ta thao tác ở đây trong cái phòng giặt này rất là hữu ích. Những cái nơi để đồ, những cái bộ khăn, những cái nơi cất được thêm những cái đồ dùng trong cái khu vực phòng giặt này. Và đặc biệt là sau cái phần cánh cửa lùa này thì là nơi mà giấu những cái phần máy giặt, và trên là máy sấy. Những cái khu vực được thiết kế rất là chi tiết, có bao gồm cả những cái nơi mà các bạn phải cất được những cái máy hút bụi. Đó, đây là những cái nơi mà tuy tưởng chừng như không quan trọng của cái căn nhà nhưng nó rất là hữu ích đối với các bà nội trợ hiện đại ngày nay. Làm sao sắp xếp nó gọn gàng nhất